nhỏ con nhất tại giải đấu năm nay. Dương Hào vẫn đang chơi rất ấn tượng với khả năng phản xạ và đăng, nhưng chưa thành công. Qua người rất hay, cơ hội Á Minh Thương. Kịp không? Dứt điểm. Không được. Là trận thua duy nhất của họ tại vòng bảng. Đó là trận thua trước Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Không được. Cuộc đồng hồ sẽ dừng. Phản công dành cho Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Đường truyền rất hay, vẫn chưa được. Huỳnh Văn Sơn vẫn đang là Văn Sơn. Duy Tân không được. Câu trả lời của Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, tỷ số là 1-0 dành cho Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Dứt điểm cũng đã rất càng của A Minh Thường. Đúng cả người chưa thành công của Minh Tú. Á Thuấn rất nguy hiểm. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đã tới dành cho Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Duy Tân không có một sai lầm nào cả. Hội 3-1 dành cho Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Có thể đưa bóng sang cột tay. Tỷ số là 3-1 dành cho Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Đúng cả người rất hay. Dứt điểm không vào. Qua người chưa thành công, phải là một pha đá bóng thành công. Một tình huống gôn trống, dứt điểm không vào. Minh Tú cơ hội dứt điểm rất tốt. Coi Cao đẳng Minh Tú, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2, đúng hơn là 2-3 dành cho Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên. Sắc màu của bạn, cá tính của bạn. Chậm dê, không phê. Có phê, rồi ly như ý luôn. Feroli sống như ý.